em lại tiếp tục lên sóng báo giá một cặp sedan loanh quanh trong tầm tiền xe máy thôi, giá xe máy thôi. Đấy, màu trắng thì mắng cũng phải mua đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Cả hai chiếc này, sơn xi form dáng này đều rất là đẹp mọi người nhé. Không khác gì những chiếc xe vài trăm. Đều là 2008 mọi người nhé. Chiếc này thì em có video chi tiết rồi này. Chiếc này thì em có video chi tiết rồi nhé. Nên mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho em. Và em vừa mới vào chiếc biển thủ đô này. Ngày hôm nay em sẽ review kỹ chiếc biển thủ đô này cho các bác tham khảo nhé. Về tổng thành thì xe còn rất là ok luôn. Thân vỏ sơn xi đẹp, không khoan đục, không khoan đục taxi tên tư nhân. Đây. Kính điện thì trợ lực, đây, kính điện trợ lực, gương thì vẫn là chỉnh cơ. Đây nội thất đây. Có màn hình cam mùi Android, màn hình Android cam mùi đầy đủ các bác nhá. Trần này. Nội thất ghế da vừa mới bọc lại. Bên em vừa mới bọc lại ghế da cho các bác nhá. Loanh quanh trong tầm tiền hơn 100 triệu là các bác đã sở hữu được một chiếc sedan tập lái tránh mưa tránh nắng quá là ok đấy ạ, không liên hạn sử dụng. Đăng kiểm thì đến còn 1 năm cơ. Đăng kiểm thì bây giờ hiện tại là 1 năm 1 rồi. Mẫu mã form dáng đẹp, chi phí sửa chữa rẻ, phụ tùng dễ tìm, và đặc biệt là dòng này chạy khá là lành luôn, máy móc của em nó rất là lành luôn, nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Đây phải khung gầm đây, khung gầm sàn đây mọi người này, khung gầm sàn đây. Sàn khá là ok luôn. Về máy đây. Để em chụp cho các bác tham khảo về phần khoang máy đây. 2008, cái đai Urgencha. Với cửa tiền 115 triệu là các bác đã sở hữu được một mẫu sedan phân khúc B cùng phân khúc với lại Toyota Vios đây. Máy chấm 5 với mức trao nhiên liệu loanh quanh trong khuôn 7 lít hơn 7 lít một tí nhá. Bốn máy chấm 5 này. Máy móc thì bao chất cho các bác nhé. Ba lỗi, một kèo zin. 2008, 115 triệu. Và chiếc này cũng vậy. Chiếc này cũng là 2008, 115 triệu. Và chiếc xe này thì cũng mang tên tư nhân, nhưng mà xe thì cũng đã qua dịch vụ rồi, có khoan đục nhá. Một xe rất chất luôn. Bác chủ xe cũng vừa đại thu lại hết rồi. 115 triệu cho một chiếc. Đấy, mọi người ưng chiếc xe nào, chúng ta cảm thấy chiếc nào hợp với mình thì cứ liên hệ cho bố anh chuyên môn nhé, để được xem xe trực tiếp theo địa chỉ kinh môn Hải Dương. Số điện thoại em sẽ ghi ở tiêu đề, nên mọi người có thể vào tiêu đề để chúng ta, để mọi người lấy số điện thoại của em để liên lạc nhé. Đấy, cả hai chiếc này. Đấy, các bác nào quan tâm mẫu xe nào thì cứ alo cho em. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video, và trong thời gian vừa qua thì cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn đồng hành ủng hộ cho salon bốn máy kinh môn. Xin chúc cho mọi người và gia đình có buổi tối thật là vui vẻ với gia đình. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.